Xin chào các em học sinh thân mến. Ở những tiết học trước thì chúng ta được tìm hiểu về chủ đề thiên nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ rồi. Và đối với những tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục được tìm hiểu về chủ đề dân cư, xã hội, kinh tế của Trung và Nam Mỹ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Trong bài học ngày hôm nay sẽ có hai nội dung chính chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đặc điểm dân cư, xã hội của Trung và Nam Mỹ. Và một nội dung lớn thứ hai, đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm kinh tế của Trung và Nam Mỹ. Vẫn như mọi khi cô nhắc các em, khi nào chúng ta thấy ký hiệu có tay cầm bút viết này, là những cái trang slide đó có những nội dung kiến thức quan trọng các em cần phải chốt vào trong vở ghi để sau này chúng ta làm tài liệu để ôn tập kiểm tra nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về nội dung đầu tiên, một la mã, dân cư, xã hội, Trung và Nam Mỹ. Trước hết là đặc điểm về dân cư. Các em hãy cùng quan sát lại lược đồ hình 35.2 các luồng nhập cư vào châu Mỹ. Chúng ta đã biết đến lược đồ này trong cái bài khái quát về châu Mỹ đã được học khi bắt đầu tìm hiểu về châu lục này. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem lại lược đồ này để xác định xem khu vực Trung và Nam Mỹ có các luồng nhập cư nào. Như vậy các em sẽ quan sát vào bảng chú giải. Với những mũi tên có màu sắc khác nhau, chúng ta sẽ xác định được ngay đối với khu vực Trung và Nam Mỹ thì có những luồng nhập cư nào vào đây. Đầu tiên các em sẽ thấy đó là mũi tên màu đen là người Tây Ban Nha từ châu Âu đến, và có mũi tên màu tím là người Bồ Đào Nha cũng từ châu Âu đến. Đây là hai thành phần dân cư thuộc chủng tộc Europeoid, người da trắng, có nguồn gốc từ châu Âu, di cư sang khu vực Trung và Nam Mỹ. Tiếp theo các em sẽ quan sát thấy mũi tên màu đỏ đậm đây là thành phần dân cư có nguồn gốc từ châu Phi, cũng sang khu vực Trung và Nam Mỹ này. Đây là thành phần thuộc chủng tộc Negroid, da đen. Và mũi tên màu đỏ mảnh hơn này chính là người Anh Điêng, người bản địa ở đây, thuộc chủng tộc Mongoloid, cổ da vàng. Như vậy thì cũng giống như đặc điểm chung của châu Mỹ, khu vực Trung và Nam Mỹ có thành phần dân cư rất là đa dạng. Tuy nhiên thì mục đích của từng thành phần dân cư đến khu vực Trung và Nam Mỹ này là hoàn toàn khác nhau, như cô đã từng nói. Thực dân da trắng thì đến đây để cướp bóc và chiếm đất ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Còn người dân da đen ở châu Phi thì bị ép buộc phải bỏ quê hương sang đây để làm nô lệ cho thực dân da trắng. Còn người dân Anh Điêng thì bị người thực dân da trắng cướp đất và xua đuổi vào những vùng núi hiểm trở và những vùng đất khô cằn. Và số lượng người Anh Điêng thì cũng ngày càng giảm. Tiếp theo các em hãy quan sát vào biểu đồ các thành phần dân cư Trung và Nam Mỹ. Như vậy thì trải qua một thời gian lịch sử lâu dài, các em hãy quan sát vào biểu đồ và nêu thành phần dân cư Trung và Nam Mỹ ngày nay. Họ có nền văn hóa nào và nguồn gốc của nền văn hóa đó. Kết hợp với quan sát biểu đồ, các em có thể nghiên cứu thêm mục một nhỏ trong sách giáo khoa. Thì quan sát vào biểu đồ này, chúng ta sẽ nhận thấy thành phần dân cư đa dạng ở khu vực Trung và Nam Mỹ, đúng không nào? Gồm có người Lai, người gốc Âu, người gốc Phi và người Anh Điêng. Tuy nhiên thì chiếm cái tỷ lệ lớn nhất đó là thành phần người Lai lên đến 60%. Do quá trình chung sống thì các cái thành phần dân cư thuộc các chủng tộc trước kia đã hòa huyết vào nhau tạo thành thành phần người Lai. Tiếp theo là thành phần người gốc Âu, và sau đó là người gốc Phi, và chiếm cái tỷ lệ nhỏ nhất đó là người Anh Điêng. Và người Lai sinh sống ở đây thì chủ yếu là họ có nền văn hóa Mỹ Latin độc đáo. Tại sao lại có nền văn hóa này? Thì có thể thấy là nền văn hóa Mỹ Latin là sự hòa quyện
giữa nền văn hóa gốc Âu, đặc biệt là của người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, với văn hóa gốc Phi và văn hóa của người Anh điên bản địa ở đây. Như vậy, về thành phần dân cư ở khu vực Trung và Nam Mỹ, các em có thể chốt kiến thức cho cô như sau. Phần lớn dân cư ở Trung và Nam Mỹ là người Lai, có nền văn hóa Mỹ Latin độc đáo. Phần lớn là người Lai, có nền văn hóa Mỹ Latin độc đáo. Tiếp theo, các em hãy quan sát hình 43.1, lược đồ các đô thị ở châu Mỹ. Vậy thì quan sát lược đồ trên kết hợp với nghiên cứu mục 1 trong sách giáo khoa. Mục 2 nhỏ sách giáo khoa. Mục 1 là sơ lược lịch sử, thì các em tự nghiên cứu và chúng ta sẽ học bắt đầu từ mục 2. Mục 2 cô sẽ chuyển lên thành mục 1 là dân cư nhé. Như vậy thì nghiên cứu mục 2 nhỏ trong sách giáo khoa kết hợp với quan sát lược đồ. Các em hãy cho biết đặc điểm phân bố dân cư ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Dân cư tập trung chủ yếu ở đâu và thưa thớt ở đâu? Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát vào bảng chú giải này. Những cái vùng được khoanh viền màu cam này là những cái vùng thưa dân ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Còn những cái vòng tròn màu đỏ lớn nhất thì sẽ là những đô thị trên 5 triệu dân. Tiếp theo là những vòng tròn màu hồng, tím thì có quy mô là từ 3 đến 5 triệu dân. Và những cái chấm tròn nhỏ nhất đây là quy mô dưới 3 triệu dân. Như vậy, quan sát vào lược đồ này thì điều đầu tiên mà chúng ta nhận thấy là sự phân bố dân cư khu vực Trung và Nam Mỹ, đó là dân cư phân bố không đồng đều. Vậy thì dân cư sẽ tập trung đông đúc ở những nơi nào? Các bạn quan sát trên lược đồ thì sẽ thấy là dân cư chủ yếu tập trung ở vùng ven biển và vùng cửa sông, đúng không nào? Khu vực ven biển và cửa sông này, dân cư tập trung rất đông. Rồi là khu vực trên các cái sơn nguyên mà có khí hậu khô giáo mát mẻ, ví dụ như ở đây là sơn nguyên Brazil, cũng là nơi tập trung dân cư rất đông đúc, đúng không nào? Vậy thì dân cư sẽ thưa thớt ở đâu? Chúng ta quan sát trên lược đồ sẽ thấy ở khu vực Trung và Nam Mỹ, dân cư thưa thớt nhất sẽ ở khu vực đồng bằng Amazon, bởi vì đây là cái khu rừng rậm Amazon vẫn còn hoang dã. Và khu vực một vùng thưa dân nữa đó là trên sơn nguyên Patagonia này. Khu vực này thì khí hậu cũng rất khắc nghiệt và thuộc dãy núi Andes nên là địa hình cũng rất hiểm trở. Vậy thì nếu như quan sát tổng thể cả châu Mỹ, chúng ta có thể so sánh được sự phân bố dân cư giữa khu vực Bắc Mỹ và khu vực Trung và Nam Mỹ có nhiều điểm giống và khác nhau. Giống nhau đó là khu vực Bắc Mỹ thì dân cư thưa thớt ở dãy Cordillera ở phía Tây, đúng không nào? Là một vùng núi cao đồ sộ. Thì ở khu vực Nam Mỹ dân cư cũng thưa thớt ở khu vực Andes ở phía Tây. Đó là điểm giống nhau. Thế còn khác nhau thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như ở Bắc Mỹ dân cư tập trung đông đúc nhất ở vùng đồng bằng trung tâm, đây đặc biệt là ở khu vực phía Nam Hồ Lớn này, Đông Bắc Hoa Kỳ, dân cư tập trung rất đông ở đồng bằng trung tâm Bắc Mỹ, thì ở đồng bằng Amazon ở Nam Mỹ lại là nơi mà mật độ dân cư thưa thớt nhất. Như vậy là hai đồng bằng lớn thì có sự phân bố dân cư hoàn toàn khác nhau, đúng không nào? Như vậy các bạn có thể chốt kiến thức tiếp theo ở phần dân cư của Trung và Nam Mỹ. Đó là sự phân bố dân cư không đều. Dân cư tập trung đông ở ven biển, cửa sông,
trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ và dân cư thưa thớt ở sâu trong nội địa. Sự phân bố dân cư không đều. Dân cư tập trung đông ở ven biển, cửa sông, trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ và thưa thớt ở sâu trong nội địa. Như vậy, qua phân tích sự phân bố dân cư thì chúng ta thấy rằng là những yếu tố tác động đến sự phân bố dân cư nó sẽ thuộc về yếu tố địa hình này, khí hậu này, rồi sự phát triển kinh tế ở các khu vực là khác nhau, dẫn đến sự phân bố dân cư không đồng đều ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Nếu tiếp tục nghiên cứu mục 2 nhỏ trong sách giáo khoa thì chúng ta sẽ thấy một đặc điểm nữa của dân cư Trung và Nam Mỹ. Đó là dân cư có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao. Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao với cái tốc độ gia tăng là trên 1,7%. Như vậy, với tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình đô thị hóa cũng như ảnh hưởng đến đời sống của dân cư ở khu vực Trung và Nam Mỹ ra sao? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2 nhỏ. Phần 2 nhỏ đó chính là đô thị hóa. Phần 2 nhỏ này thì nó chính là mục 3 nhỏ sách giáo khoa nhé. Nhưng chúng ta đẩy lên là mục 2 nhỏ. Để tìm hiểu về đô thị hóa của khu vực Trung và Nam Mỹ thì các bạn lại nghiên cứu mục 3 nhỏ kết hợp với quan sát lược đồ các đô thị châu Mỹ. Để nêu đặc điểm đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ và chỉ ra những cái điểm giống và khác nhau giữa đô thị hóa ở Bắc Mỹ và khu vực Trung và Nam Mỹ. Như vậy, nếu như nghiên cứu sách giáo khoa kết hợp với quan sát lược đồ thì chúng ta có thể thấy rằng là đô thị hóa ở khu vực Trung và Nam Mỹ có tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Đặc biệt chúng ta thấy ở đây là những đô thị trên 5 triệu dân ở khu vực Trung và Nam Mỹ này xuất hiện rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn số lượng các đô thị trên 5 triệu dân ở Bắc Mỹ. Đúng không nào? Có thể kể ra các đô thị trên 5 triệu dân ở đây. Các bạn hãy quan sát và xác định trên lược đồ. Đó là Bogota này, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro. Đó là những cái đô thị mà trên 5 triệu dân với quy mô rất lớn. Nếu như so sánh đô thị hóa giữa khu vực Bắc Mỹ và khu vực Nam Mỹ thì các bạn sẽ thấy rằng điểm giống nhau ở đây đó là cái tỷ lệ dân đô thị rất cao, đúng không nào? Ở khu vực Bắc Mỹ và khu vực Trung và Nam Mỹ đều có tỷ lệ dân đô thị trên 70%, đúng không? Tuy nhiên thì đô thị hóa ở Bắc Mỹ là đô thị hóa có kế hoạch, nghĩa là sự phát triển đô thị ở Bắc Mỹ dựa trên sự phát triển kinh tế và mở rộng các thành phố ở khu vực này. Tiêu biểu đây là Hoa Kỳ và Canada, là những quốc gia có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Còn đô thị hóa ở khu vực Trung và Nam Mỹ, đó là do tốc độ gia tăng dân số nhanh, dẫn đến là một lượng lớn dân cư ở khu vực nông thôn đã kéo lên thành phố để kiếm việc làm và tạo ra sức ép cho khu vực thành phố. Như vậy thì đô thị hóa ở khu vực Trung và Nam Mỹ gọi là đô thị hóa tự phát hay là đô thị hóa ảo, nghĩa là đô thị hóa không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở đây. Chúng ta có thể chốt kiến thức trong mục 2 nhỏ đô thị hóa như sau. Thứ nhất là khu vực Trung và Nam Mỹ có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới, tỷ lệ dân thành thị là 75% dân số, nghĩa là chiếm 2/3 số dân của cả nước sinh sống ở
của cả vùng là sinh sống ở khu vực đô thị. Tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ dân thành thị là 75% dân số. Một đặc điểm nữa, đó là đô thị hóa nhanh nhưng mang tính tự phát, dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực nghiêm trọng. Đô thị hóa nhanh mang tính tự phát, dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực nghiêm trọng. Như chúng ta, như cô vừa nói đến, ta còn gọi là đô thị hóa ảo. Và những hiệu quả nghiêm trọng đó là gì? Thì chúng ta có thể quan sát những hình ảnh sau. Đây là một số hình ảnh nói về hậu quả, những hậu quả tiêu cực của quá trình đô thị hóa tự phát. Đó là nạn thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, thiếu ăn suy dinh dưỡng, sự xuất hiện rất nhiều các khu nhà ổ chuột, rồi nạn kẹt xe tắc đường. Như vậy có thể thấy là đô thị hóa tự phát hay đô thị hóa không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tác động xấu tới môi trường và chất lượng cuộc sống của các quốc gia ở khu vực này. Đây là hình ảnh một khu ổ chuột lớn có hơn 11 triệu người sinh sống ở Rio de Janeiro. Còn đây là khu Soleil ở Haiti, có dân số chủ yếu là trẻ em và thanh thiếu niên. Các hình thức bạo lực khủng bố xuất hiện rất nhiều ở đây. Và đây là một trong những nơi nghèo và nguy hiểm nhất ở châu Mỹ. Và chúng ta thấy rằng cái tình trạng môi trường ở đây rất là tệ hại. Đúng nào? À, còn đây cũng là một khu ổ chuột. À, người dân nghèo sống ở đây trong điều kiện không có điện nước. Và họ tìm nơi trú ẩn ở bất cứ nơi nào có thể ở được, bao gồm cả những nghĩa trang, rồi những căn hộ đô thị bị bỏ hoang và không kiên cố như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang mục 2 La Mã, đó là về kinh tế của Trung và Nam Mỹ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành nông nghiệp, một nhỏ nông nghiệp. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu các hình thức sở hữu trong nông nghiệp. Các em hãy lần lượt quan sát 3 bức tranh trong sách giáo khoa. Đó là hình 44.1, hình ảnh trồng lúa mì ở Peru. Hình 44.2 là hình ảnh chăn thả bò ở Argentina. Và hình 44.3 là hình ảnh thu hoạch đậu tương ở Brazil. Chúng ta sẽ cùng quan sát 3 hình ảnh này để nhận xét về hình thức canh tác trong nông nghiệp thông qua các bức tranh trên. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích từng bức tranh nhé. Đối với hình 44.1 thì chúng ta thấy đây là hình thức canh tác lúa mì với quy mô nhỏ trên một cái mảnh đất với cái phương thức cổ truyền lạc hậu. Nghĩa là cái công cụ sử dụng rất là thô sơ, vẫn là con trâu đi trước, cái cày theo sau. Nào. Còn hình 44.2 là chăn thả bò Argentina. Thì chúng ta thấy rằng là bò được chăn thả trên những đồng cỏ, vẫn là theo cái hình thức chăn thả cổ truyền thôi, để bò tự đi kiếm thức ăn. Và hình ảnh cuối cùng, hình 44.3 là thu hoạch đậu tương ở Brazil. Thì chúng ta thấy là thứ nhất là cái diện tích trồng đậu tương rất lớn, có thể lên tới hàng trăm hecta. Và cùng một lúc này, có nếu như các bạn đếm thì sẽ thấy có 10 đến 16 cái máy thu hoạch đậu tương cùng hoạt động một lúc, cho cái năng suất rất lớn. Và cái phương tiện sử dụng ở đây là cũng hiện đại, cơ giới hóa cao trên một diện tích rộng. Như vậy nhìn vào 3 bức tranh này, chúng ta sẽ thấy là cùng một lúc ở khu vực Trung và Nam Mỹ
sẽ xuất hiện hai cái hình thức sở hữu trong nông nghiệp. Hai hình ảnh trên thì đại diện cho cái hình thức sở hữu trong nông nghiệp mà người ta gọi đó là minifundia, hay còn gọi là các tiểu điền trang. Còn hình ảnh cuối cùng này là một hình thức sở hữu trong nông nghiệp ở khu vực Trung và Nam Mỹ với tên gọi là latifundia, hay còn gọi là đại điền trang. Vậy thì để tìm hiểu và so sánh sự khác nhau giữa hai hình thức sản xuất trong nông nghiệp này ở khu vực Trung và Nam Mỹ, thì các bạn sẽ đi lập một cái bảng so sánh cho cô. Các bạn sẽ lập bảng so sánh này vào vở. So sánh các đặc điểm của tiểu điền trang và đại điền trang với các tiêu chí như sau. Thứ nhất là so sánh về quy mô diện tích. Thứ hai là về quyền sở hữu. Thứ ba là hình thức canh tác. Thứ tư là nông sản chủ yếu. Và thứ năm là mục đích sản xuất. Chúng ta có thể kết hợp nghiên cứu sách giáo khoa trang 134-135, mục 1 nhỏ nông nghiệp, phần A nhỏ, các hình thức sở hữu trong nông nghiệp. Các bạn sẽ lọc ra những cái ý so sánh theo các cái tiêu chí cô đưa ra. Như vậy thì sau khi nghiên cứu sách giáo khoa, các bạn sẽ đưa ra được những đặc điểm khác nhau giữa hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp như sau. Về quy mô diện tích thì các tiểu điền trang thường có diện tích dưới 5 hecta, trong khi các đại điền trang thì có diện tích là hàng ngàn hecta. Như vậy là diện tích và quy mô là đã có sự chênh lệch rất lớn rồi, đúng không nào? Thế về quyền sở hữu thì các tiểu điền trang là thuộc quyền sở hữu của các hộ nông dân, còn các đại điền trang là thuộc quyền sở hữu của các đại điền chủ hoặc là các công ty tư bản nước ngoài. Về hình thức canh tác thì các tiểu điền trang chúng ta vừa thấy trong cái bức tranh trên ấy, là lối canh tác theo hình thức cổ truyền với những cái phương tiện và dụng cụ rất là thô sơ, cái cày, cái cuốc, con trâu, v.v. và sức lao động là chính. Còn các đại điền trang thì canh tác theo hình thức hiện đại, sử dụng rất nhiều máy móc, cơ giới hóa trong nông nghiệp và sản xuất trên với diện tích rất rộng, đạt hiệu quả và năng suất cao. Đúng nào? Về nông sản chủ yếu thì các tiểu điền trang chủ yếu là sản xuất trồng các cây lương thực, còn ở đại điền trang thì lại chú trọng đến trồng các cây công nghiệp và phát triển chăn nuôi. Mục đích sản xuất của tiểu điền trang là tự cấp tự túc cho gia đình, còn các đại điền trang thì là phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu nông sản là chính. Như vậy là chúng ta vừa mới so sánh được các đặc điểm khác nhau giữa tiểu điền trang và đại điền trang. Thông qua cái bảng so sánh này thì chúng ta sẽ thấy một điều rất bất hợp lý, đó là một cái số lượng lớn người nông dân thì được lại sở hữu ở một cái diện tích đất đai rất là nhỏ. Và thậm chí đa phần người nông dân còn không có cả ruộng đất mà phải đi làm thuê cho các công ty tư bản nước ngoài, trong khi một số lượng nhỏ các đại điền chủ và các nhà tư bản thì lại sở hữu một cái diện tích lớn đất đai. Vì vậy mà để giảm bớt cái sự bất hợp lý này thì đã có nhiều cuộc đấu tranh nổ ra nhằm ban hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức khai hoang đất mới hoặc là mua lại ruộng đất của đại điền chủ và các công ty tư bản nước ngoài để chia cho nông dân. Tuy nhiên thì các cuộc đấu tranh này gặp không ít khó khăn do sự chống đối của các đại điền chủ và các công ty tư bản nước ngoài. Và trong số các quốc gia ở khu vực Trung và Nam Mỹ
thì chỉ có Cuba, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Cuba, là quốc gia duy nhất mà tiến hành thành công cuộc cải cách ruộng đất dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro. Đây cũng là một nước xã hội chủ nghĩa là có cái mối quan hệ thân tình từ rất lâu với Việt Nam. Tố Hữu đã từng đến đây và cũng có một bài thơ rất hay về Cuba. Nửa vòng trái đất sẽ từng mây, anh đến Cuba một tháng ngày, và kết thúc bằng một câu thơ rất hay là em ạ, Cuba ngọt lịm đường. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang các ngành nông nghiệp trong sản xuất nông nghiệp của các nước Trung và Nam Mỹ. Trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành trồng trọt. Quan sát vào lượng đồ nông nghiệp khu vực Trung và Nam Mỹ thì nhìn vào bảng chú giải này thì chúng ta có thể thấy rằng ở khu vực Trung và Nam Mỹ thì trồng trọt các loại cây như là lúa mì này, cà phê, dừa, lạc, đậu tương, rồi chăn nuôi bò, trồng nho, bông, chuối, mía, ngô, rồi các cây ăn quả như là cam chanh. Tuy nhiên thì các cái cây trồng ở đây là vẫn mang tính độc canh, bởi vì do lệ thuộc vào nước ngoài, cho nên là mỗi một quốc gia sẽ trồng một vài loại cây phù hợp với điều kiện về địa hình, khí hậu và đất đai ở nơi đó, và chủ yếu là phục vụ cho các công ty tư bản ở nước ngoài để xuất khẩu. Còn việc sản xuất lương thực thì lại không được chú trọng. Quan sát ở trên hình ảnh chúng ta thấy rằng là các quốc gia ở eo đất Trung Mỹ thì chủ yếu là trồng mía này, cà phê, bông và trồng nhiều nhất là chuối. Chuối ở đây được trồng rất là nhiều, phục vụ cho việc xuất khẩu. Còn ở các nước thuộc quần đảo Ang Ti thì lại trồng cà phê, ca cao, thuốc lá, nhưng mà trồng nhiều nhất là mía. Chúng ta có thể quan sát thấy rất nhiều ký hiệu mía ở đây. Và Cuba cũng là một trong những số những quốc gia mà trồng rất nhiều mía do nằm ở khu vực quần đảo Ang Ti này. Còn lục địa Nam Mỹ thì trồng các loại cây như là cây bông này, chuối, ca cao, lúa mì, rồi các cây ăn quả nhiệt đới, đặc biệt là trồng nhiều nhất là cà phê, chuyên canh về cà phê. Như vậy có thể thấy đặc điểm ngành trồng trọt ở khu vực Trung và Nam Mỹ đó là nông sản chủ yếu là cà phê, ca cao, chuối, mía, và mục đích là để xuất khẩu là chính. Và ngành trồng trọt ở đây thì mang tính chất độc canh, và chúng ta thấy là sản xuất để phụ thuộc vào nước ngoài. Ngành trồng trọt vẫn mang tính chất độc canh. Thế còn ngành chăn nuôi thì sao? Nó tiếp tục tìm hiểu về ngành chăn nuôi. Em quan sát trên lược đồ này, chúng ta sẽ thấy chăn nuôi gia súc sẽ tập trung với quy mô lớn ở một số nước như Brazil này, rồi Paraguay, Argentina, Uruguay. Đây là những nước mà có những cao nguyên, có khí hậu khô ráo, mát mẻ, rất là thích hợp cho chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò. Ngoài ra thì có chăn nuôi cừu, nào. Và đặc biệt là có đất nước Chile thì có đường bờ biển rất là dài, và vùng biển của Chile thì do có sự gặp gỡ giữa các dòng biển nóng và dòng biển lạnh thì đã tạo ra nguồn thức ăn rất phong phú cho sinh vật biển ở đây. Vì vậy mà Chile là một trong những nước mà có ngành đánh bắt cá rất phát triển. Các em có thể chốt kiến thức cho ngành chăn nuôi như sau. Một số nước phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn. Ở đây có thể kể đến các quốc gia
như là Brazil, Argentina, Uruguay hay Paraguay, vân vân. Còn đánh bắt cá thì phát triển mạnh ở Peru với cái sản lượng đánh bắt cá hàng năm rất lớn ở đây. Đánh bắt cá phát triển mạnh ở Peru. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang mục 2 nhỏ để tìm hiểu về công nghiệp của khu vực Trung và Nam Mỹ. Các em hãy quan sát vào hình 45.1, lược đồ phân bố công nghiệp của Trung và Nam Mỹ. Nhìn vào bảng chú giải, chúng ta sẽ kể tên được các ngành công nghiệp chính phát triển ở đây. Đó là khai thác dầu, luyện kim đen, luyện kim màu, lọc dầu, đóng tàu, cơ khí, thực phẩm, hóa chất hay là ngành dệt. Nào. Và nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy ngay bức tranh phân bố ngành công nghiệp ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Đó là công nghiệp phân bố không đều. Chúng ta nhìn thấy là mật độ các ngành công nghiệp ở đây có sự khác nhau, đúng không nào? Các bạn sẽ quan sát và kể tên các quốc gia mà phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ yếu này. Nhìn vào lược đồ, chắc chắn chúng ta sẽ kể được ngay. Đó là một số quốc gia như là Venezuela này, rồi Brazil hay là Argentina, đúng không nào? Với cái mật độ các ngành công nghiệp rất là dày, và đặc biệt đây cũng là những quốc gia mà phát triển được những ngành công nghiệp có trình độ cao, ví dụ như ngành lọc dầu này hay là hóa chất, cơ khí, chính xác hay là sản xuất ô tô, đúng nào? Còn lại những quốc gia mà ở dọc khu vực Andes này thì chủ yếu là phát triển ngành công nghiệp khai khoáng. Còn những quốc gia ở quần đảo Anti thì chủ yếu chỉ phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thôi. Như vậy, đối với ngành công nghiệp ở khu vực Trung và Nam Mỹ, các em có thể chốt kiến thức như sau. Công nghiệp ở đây phân bố không đồng đều. Brazil, Argentina, Chile, Venezuela là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất khu vực. Brazil, Argentina, Chile, Venezuela là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất khu vực. Còn các nước khu vực Andes và eo đất Trung Mỹ thì phát triển công nghiệp khai khoáng phục vụ xuất khẩu. Và các nước vùng biển Caribe hay còn gọi là các nước thuộc quần đảo Anti đấy thì phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản để xuất khẩu. Như vậy chúng ta thấy rằng là hoạt động công nghiệp ở đây cũng phụ thuộc vào nước ngoài và chủ yếu là phục vụ cho hoạt động xuất khẩu để thu lợi nhuận cho các công ty tư bản nước ngoài. Trong khi xuất khẩu về lương thực thực phẩm thì nhiều nước ở khu vực Trung và Nam Mỹ lại phải nhập khẩu lương thực thực phẩm để sử dụng. Đây là một vấn đề bất cập, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang mục 3 nhỏ để tìm hiểu về vấn đề khai thác rừng Amazon. Đối với vấn đề khai thác rừng Amazon này, cô sẽ giao nhiệm vụ học tập cho các em. Đó là chúng ta sẽ đọc mục 3 nhỏ trong sách giáo khoa, trang 138, để trả lời các câu hỏi cô giao. Thứ nhất là các em sẽ nêu được vai trò của rừng Amazon. Thứ hai là chúng ta sẽ nêu ảnh hưởng của vấn đề khai thác Amazon. Đó là ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực. Chúng ta sẽ phân tích ra. Thì cô sẽ cung cấp một số thông tin về rừng Amazon để chúng ta tham khảo. Thì rừng Amazon tạo ra rất nhiều oxy
Nhưng sự phân hủy lá cây, thân cây tạo ra lượng carbonic nhiều không kém. Rừng Amazon vì thế hấp thụ hầu như toàn bộ oxy do nó sinh ra. Cho nên bước vào khu rừng này chúng ta sẽ cảm thấy rất là ngột ngạt, ẩm ướt, khó thở. Và rừng Amazon thì có diện tích chiếm đến 42% diện tích của đất nước Brazil, nghĩa là 3,5 triệu km vuông. Rừng cung cấp cao su, cây cho nhựa, cọ, đay, đem lại lợi nhuận cao gấp 2 lần so với chăn nuôi. Và nếu như các bạn phân tích vai trò của rừng Amazon thì chúng ta không thể quên đến cái vai trò là nguồn dự trữ, sự đa dạng sinh học, nguồn dự trữ nước. Rồi ở trong rừng Amazon cũng có rất nhiều khoáng sản và nhiều tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế. Thế còn hiện nay rừng Amazon đã được khai thác như thế nào? Thì đọc sách giáo khoa chúng ta sẽ thấy là từ năm 1970 thì chính phủ Brazil đã cho làm một con đường xuyên qua rừng Amazon để tạo điều kiện khai thác khu rừng này. Và đã xây dựng nhiều đập thủy điện trên các sông nhánh của Amazon. Nông dân nghèo Brazil đến phá rừng chiếm đất bán cho các doanh nghiệp người Mỹ, Pháp, Đức tới 650.000 hectare đất rừng với giá rẻ, đốt rừng, tạo đồng cỏ để chăn nuôi. Hiện có 20 triệu con cừu, bò, ngựa đang được nuôi ở đây. Đất rừng thì ngày càng khô, bạc màu do mưa nhiệt đới. Như vậy thì ảnh hưởng của vấn đề khai thác rừng Amazon, nếu như nói về mặt tích cực, thì các bạn sẽ phân tích đến chiều hướng là nó sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực đồng bằng này, đúng nào? Nhưng về tiêu cực thì chúng ta sẽ thấy một vấn đề, đó là rừng Amazon sẽ bị chia cắt thành các vùng sinh thái biệt lập, rồi hủy hoại môi trường và tác động xấu đến cân bằng sinh thái và vấn đề điều hòa khí hậu của khu vực như của thế giới. Thì dựa vào những thông tin đó thì các bạn có thể tham khảo thêm và tìm hiểu thêm về vấn đề khai thác rừng Amazon nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang mục thứ tư, đó là khối thị trường chung Mercosur. Các em sẽ nghiên cứu mục 4 nhỏ trong sách giáo khoa để trả lời 3 cái vấn đề. Thứ nhất, đó là tổ chức của Mercosur. Thứ hai, đó là mục tiêu. Và thứ ba, đó là thành tựu của khối thị trường chung này. Thứ nhất là về tổ chức, thì Mercosur được thành lập vào năm 1991 và bao gồm có 6 nước ở trong khối thị trường chung này. Đó là Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile và Bolivia. Mục đích thành lập ra khối thị trường chung Mercosur thì bao gồm có 2 mục đích chính. Thứ nhất là tăng cường quan hệ thương mại giữa các nước. Và thứ hai là các nước sẽ liên kết lại với nhau để thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kỳ. Và thành tựu đạt được đó là do giữa các nước trong khối thị trường chung Mercosur này đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan, cho nên việc giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia được đẩy mạnh và từ đó đã làm tăng sự thịnh vượng của các nước thành viên trong khối. Như vậy thì đối với bài học ngày hôm nay, chúng ta được tìm hiểu những nét cơ bản về đặc điểm dân cư, xã hội cũng như một số ngành kinh tế của khu vực Trung và Nam Mỹ. Tìm hiểu về vấn đề khai thác rừng Amazon và khối thị trường chung Mercosur. Về nhà, các em sẽ làm các bài tập cuối sách giáo khoa. Đó là bài 1-2 sách giáo khoa trang 133. Bài 1-2 sách giáo khoa trang 136 và bài 1-2 sách giáo khoa trang 138. Các bạn sẽ làm bài tập và nộp lại cho cô hạn cuối cùng là vào thứ 7 tuần này, nghĩa là ngày mùng 2 tháng 5. Và các bạn sẽ nộp bài tập qua Zalo của nhóm. Và để chuẩn bị cho bài mới thì các bạn sẽ đọc trước bài 47 và tìm hiểu về châu Nam Cực, một châu lục lạnh nhất trên thế giới.
Chúc các em sẽ học tập tốt, làm bài tập thật là hiệu quả và nhớ giữ gìn sức khỏe. Xin chào các em.